Đây là chiếc túi đựng xe. Đấy, đây là kích thước mà khi gấp lại thì anh chị có thể khi gấp lại thì anh chị có thể gấp gọn vào như này, có thể treo vào cọc yên này, treo vào cọc yên hoặc là treo vào khung xe. Thì khi mà duỗi ra ấy, thì nó sẽ phù hợp với nhiều dòng xe là từ kích thước từ 20 inch trở xuống. Thì đây là một ví dụ về một cái xe mà BM gấp lại. Đấy. Thì nó sẽ có quai xách và chùm xe như này. Thì anh chị vừa thể xách xe vừa bảo quản xe. Thì giá của chiếc túi này là 350.000.